Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với tựa game Đảo Cờ Báo này mà. Hôm nay là cái hình nền nó thay đổi rồi anh em. Ôi, ngon quá ta. Ôi, bị che mất tiêu hết cam bưởi che hết trơn rồi. Rồi, ok, không thấy nhiều nó vô game anh em, bỏ chết rồi. Hiện tại giờ mình đang chơi bên cái ạc nông dân, để mình qua cái ạc kia đó đã. Rồi, ok, anh em đợi xíu nha. Ok, thì anh em nói là bữa nay nó bán cái bộ đồ Sanji hắc khước rồi anh em. Đó, quả giá 2.000 kim cương khá là chua. Đã cậy đi, mua review cho anh em xem luôn. Rồi, xúc luôn nha anh em, 2.000 kim cương. Đó, đây là cái bộ Sanji hắc khước để mình xem, thì đeo cho xem lên được bao nhiêu lực chiến này. Hiện tại giờ đang là 46 tỷ lực chiến anh em. Để mình đeo cái trang bị vô con Sanji thế này lên được bao nhiêu lực chiến đây. Đó, ôi lên được thêm 1 tỷ lực chiến anh em. Lên được thêm 1 tỷ lực chiến nữa. Rồi, Sanji đây, ngoại trang. Đó, ok, dùng luôn. Đó, chỉ cần sở hữu ngoại trang là nó sẽ cộng cái lực chiến cộng vô trực tiếp nữa ta. Đó, xong, ok. Đó, đẹp trai lên rồi anh em. Đây là cái bộ đồ Sanji cước nè. Đó, đẹp dữ ta. Thì cái bộ này là nó sẽ cộng thêm là công vật lý thêm 15% nữa anh em. Thêm công vật lý 15% nữa. Đấy, khá là ngon lành. Ok, ngon dữ luôn anh em. Tại giờ cái con Sanji nó chuẩn bị nó lên được cái bậc tiếp theo nè, còn thiếu một mớ đá nè. Để mình vô mình xem thử đi. Đó, còn thiếu 30 viên đá thôi anh em. Thì hồi tối hôm qua anh em nào theo pháp chung với mình giờ đi bụi hết rồi. Anh em mình bơi ra giờ khỏi bơi về luôn mình đó. Cũng có một số anh em lên nói là đi bụi luôn rồi anh ơi. Đó, không ngờ là nó sẽ hòa anh em, không ngờ là cái trận này nó sẽ hòa luôn đó. Mình nghĩ là pháp nó sẽ nhỉnh hơn xíu chứ, ai ngờ đâu khúc cuối mà cái trận hôm qua là toàn là bị phạt đền đó, hai trái phạt đền Ronaldo với bên pháp bên kia phạt đền không. Ronaldo nó vô trước nữa nhá đó, hên là cũng quà 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 cũng được, coi như là idol của mình vô trong cũng vui đi đó. Mình cũng idol Gwendo cho nên là vô cũng vui, cậy đi, bay 500 kim cương này. Có số anh em thì cũng đặt khá là nhiều, ok lên được cái dòng cuối này em. Đây, cái khung hình cuối nè. Cái khung hình cuối này lên được, cũng không có lên được bao nhiêu lực chiến cho nên lên được cái chút xíu lực chiến à. Rồi, còn cái dòng này nữa. Ui, bây giờ đặt cho cái này lên nó sẽ cộng thêm 4, hồi sĩ khí thêm 4 lên em. Rồi, ngon dữ ta. Sanji thì kỹ năng này kia đầu full hết rồi. À ok, thì tiếp theo mình sẽ review cái con tướng không biết qua là mình có bị lọt khỏi top không đó. Sự kiện Katakuri anh em. Đây, đó, cái này đòi được mấy con đây. Ui, 2.000 mấy không à. Mình được 2.220, vừa đủ anh em. Vừa được nằm ở trên chút xíu. Đó, mấy con này là 2.100, 2.100, 2.100 và có 5 thằng à. Mình ở trên đây 21 tới 50 là mình cũng hạng cỡ 40, 45, 46 gì vậy. Để này được mấy con này, 4 con Katakuri và chỉ lên được có 3 sao anh em. Đó, chỉ được có 3 sao thôi à. Còn muốn lên nữa thì như là phải thêm 4 mảnh nữa, 4 mảnh nữa hay sao. Để mình lấy thử xem sao anh em. Đây, được cái gì đây. Đó, Katakuri. Hiện tại giờ nó là meta mới anh em. Nó thay cho con Aokiji rồi anh em. Hôm qua mới đập cho con Aokiji lên 5 sao xong giờ phải thay ra nè. Ở lộn 7 sao xong. Hôm qua mới đập cho nó lên 7 sao xong giờ phải thay ra. Đấy là cái phần thưởng là gồm những cái gì ta. Đây. Nó cho mình cái gương luôn hay là cái cho con tướng. Như là cho vật phẩm luôn thì phải, thì giờ mình xem lại thử cái phần thưởng là những gì đây. Tết kim cương. Ủa nhận này nhiều dữ nè. Ủa mình đâu có ở trên. À hình như là mấy người này đã nhận rồi, mấy người top đã nhận rồi ta. Ủa gì nhận nhiều dữ nè. Kết của mình là hạng dưới này. Trên này là 5 con rồi nè, 5 con mà mua thêm 2 con nữa thì cũng đâu có đủ, 6 con mới có thể up lên được. Katakuri đá đột phá thì 10.000, sách SP trận pháp cao 2.000, ngọc phượng hoàng 1.000, diệt ngọc tủ hu 1.000. Ok, đó. Thì cái con Katakuri này là lại đây một cái con công phép anh em. Đâu rồi, mình vô mình xem thử. Bây giờ mình chuyển thủ qua trước đi. Đây, thì bây giờ là con Aokiji đã có thể về vườn được rồi. Để mình xem thử cái
khả năng của cái con Katakuri như thế nào rồi mới mới quyết định em. Đó, Katakuri. Ôi, lực chiến tụt xuống hết 2 tỷ. Đây, trang bị của con Aokiji đây. Đây, chuyển qua cho con Katakuri thôi. Ok. Ôi, lên được 48 tỷ lực chiến anh em. Ui. Ồ, có vẻ là nó lực chiến nó hơi bị ảo hơn so với con Aokiji ha. Ý là chưa up sao anh em, ý là chưa có tăng sao nữa nha. Đây, một mảnh. Hai. Đó. Bây giờ lên luôn. Đây, còn dư một mảnh, giờ còn thiếu 3 mảnh nó mới có thể up lên 4 sao. Nếu mà hôm qua mình lên ăn lên cái móc kia là móc trên xíu là có thể là xuất rồi, giờ được có 2 mảnh, nó mua 1.000 kim cương được có 2 mảnh nè. Thôi cho tạm thời chơi 3 sao đi, lên 51 tỷ lực chiến anh em. 51 tỷ lực chiến. Ủa, cái con này là đam vật lý mà ta, đam vật lý mà sao cái kỹ năng này là công phép ta. Đó. Đây, cái hình xăm này là ở cái thằng binh này là không phải nè, để mình dỡ ra mình thay kiếm cái thằng binh của cái con Akatsuki mình truyền qua cho. Không biết người ta Katugi là nó xài cái thằng binh gì ở đây. Kizaru, Luffy gear 4, Yogo Mihawk, Kizaru nữa. Rồi cái này giống cái trên này, Mr. 2, Akainu góp Lucy, Kuineo Nico Robin. Rồi không có cái thằng binh của cái con Takatugi hết ta. Hay Moria, Lao, Sanji, Sabo rồi nè. Rồi đây, để xem thử có cái mảnh nào của chỉ có bao nhiêu cái thằng binh này thôi à, không có, không có thằng binh của Katakuri hết đó. Ok, thì tạm thời mặc đỡ cái này đi anh em, mặc đỡ cái này trước đi rồi sau này tính sao. Đó, con này là cái cũng trang bị công vật lý này kia, nhưng mà sao cái kỹ năng này là kỹ năng công phép đó. Để mình vô mình soi thử cái kỹ năng anh em. Đấm liên tục vào cái địch gây 720 cộng mà sát thương phép đẩy lùi và giảm 300 sĩ khí của cái địch. Trời trời trời, giảm 300 sĩ khí luôn anh em. Trong 5 giây sau khi sử dụng kỹ năng này, Katakuri nặng 20% né nữa. Rồi, ngon lành dữ ta. Với mỗi đòn đánh thường, Katakuri có thể 30% làm câm lặng mục tiêu trong 4 giây và kẻ địch phải chịu thêm 37,5 cộng 0,5 mỗi lớp sát thương từ mọi nguồn trong 4 giây. Đó. Quá là ngon lành, quá là hỗ trợ, quá là tuyệt vời anh em. Không thể nào mà hỗ trợ nào mà con nào có thể ngon hơn nữa. Katakuri nhảy đến mục tiêu có lượng HP thấp nhất, đây 785 cộng 20 mỗi lép sát thương phép và làm câm lặng nữa. Ôi, hai cái kỹ năng làm câm lặng luôn. Ngon lành. Đây. Đó. Đây, 30% làm mục tiêu câm lặng trong 4 giây và cái này đem sát thương và câm lặng luôn. Đó, xong vô cái thằng đó và làm cho nó câm lặng luôn em, không có tỷ lệ nữa mà vô là câm lặng liền luôn. Ơi, ngon lành củ hành. Đó, còn cái kỹ năng này là sử dụng cây đinh ba xoáy đâm thẳng vào đích kẻ thù, gây 810 cộng 20% mỗi lép kèm hiệu ứng chảy máu trong 3 giây. Rồi đâm vô một cái chảy máu tới chết luôn nè, mỗi giây giảm 3% HP tối đa của kẻ địch. Rồi quá là ngon lành. Ảnh bây giờ là meta mới anh em. Ok, rồi để nhìn cái này buồn theo nè, cặp cam của Nami ngon quá nhưng mà rất tiếc nó không nghiêng về đội pháp của mình đây. Bữa nay ăn khác giờ bù rồi, không ăn cam bưởi được. Nãy tặc chiến nè, vô set đội hình lại thôi là nó xúc mình đó. Cho con Takatsugi vô trong đội hình đi. Đó, ngon lành liền. Cho lên trên đi. Đây, Sanji nè, Sanji ngoại trang. Ngon lành cho anh em, đó, đẹp trai lên liền. Vài bữa nó kiếm thêm ngoại trang của con Ai với con Ráp nữa, đẹp trai luôn. Mình hôm kia có bán nhưng mà mình phân vân là mình không biết có nên mua hay không đó, suy nghĩ đắn đo này kia đâu không biết có nên mua hay không đó, thì chắc vài bữa nữa chắc xúc quá nè, chắc mua cho nó đẹp luôn. Đây, vài bữa mình sẽ gán kiếm cái ngoại trang cho con ai mới được, để cho con ai nó đẹp trai chứ. Ôi, mấy con tướng này mới có 90 vậy, có mình con ai lên là 92 ra để xíu mình có phép lên đấy. Ui, thằng này trâu bò mạnh dữ ta, quýnh mình vô khúc máu nè, mạnh dữ ta. Katakuri được cái nó đẩy một phát là về tới nhà rồi em, về tới nhà khỏi cần khỏi cần đi bộ dây đó, tiễn về một đoạn luôn. Ui trời, nhiêu đây
phải 92 tỷ lực chiến anh em. Trời ơi, nhìn cái hình avatar bèo bèo vậy mà 92 tỷ lực chiến, giữ được chứ. Hèn chi ảnh quýnh mình vô máu quá trời luôn. Rồi, ok, ngon lành củ hành hết gỗ luôn rồi. Nhà nghèo luôn rồi. Giờ vô úp gì nữa vậy ta? Có một số anh em kêu mình úp con giáp cho nó cứng cáp hả? Con A. Bây giờ không lẽ úp con Sanji, cái vũ khí lên nhiều rồi. Giờ úp cái vũ khí của con A lên đi. Ui, hết đá đột phá còn có 16 ngàn, thiếu 2.000 nữa. Để vô trong thiên thư còn gì úp không? Hồi nãy là 47 tỷ lực chiến ha. 47 tỷ để mình xem thử dọc dọc mấy này coi được nó lên được. Ây, đột phá nè. Ui, 20.000 nữa. Còn 2.000 mấy à. Vài bữa mình đột phá xong cái này, đột phá xong cái này mình sẽ qua bên thiên thư cách mạng này. Đột phá xong đó mình sẽ qua bên cách mạng mình phá bệnh. Lính, nâng cấp lính cho Katakugi lên này. Đây, xíu mình sẽ vô đấu trường mình quýnh lại. Hồi nãy mình vô mình thấy là còn nhiều, có một người bạn hạng 4, bạn đó giành lại cái hạng 3 của mình này. Tại vì bạn đó có con Takatugi nè. Takatugi, đó, đây. Giờ mình vô mình quýnh lại để xem sao. Không biết là quýnh lại không nữa đây. Đây, vô quýnh thử xem sao nè. 100 tỷ, các bạn 100 tỷ hôm qua quá. Ôi, con lính các bạn nó chạy nhanh dữ ha. À chà, đau dữ ta, chết rồi, bị dồn về dữ rồi. Ui, không ổn rồi đại dương ơi, không ổn rồi. Chắc tí phải úp mấy con lính lên cho nó chạy nhanh nhanh lên xíu mới được. Chạy kiểu này là không được rồi, bên kia nó chạy nhanh quá. Ôi, không lại đây, để xíu nè, úp thêm cho mấy con tướng thêm cái dòng mà tốc độ di chuyển tướng này kia đâu. Xíu nó chắc phải đút lại trang bị này kia anh em. Đây, cái dòng này nó bị né, cái dòng né nó bị mắc rồi nè, uổng quá. Đó, tốc độ di chuyển tướng, bù lại thì mình lấy được cái dòng tốc độ di chuyển tướng. Rồi, xong phim. Bây giờ con lẽ con Takatogi này chắc phải lấy hình xăm này đúng không? Hình xăm mọi chi phí này có vẻ ngon anh em. Rồi ok, để mình xem để còn gì để làm nữa không. Cái trận pháp. Trận pháp này là 43 này ha. Giờ đập cho lên 43 hết luôn đi. Ui, ít quá gì ta. Ít ba cái SP trận pháp nữa ta. Rồi ok, vào đập tiếp cái ngọc đi. Khảm, có cái ngọc nào chưa khảm không? Ngọc này chưa khảm nè, ngọc phượng hoàng. Là không có mấy con tướng sát thủ, mấy con tướng sát thủ là mấy con có cái hình là phi tiêu nè. Như là con Takatugi là cũng hệ sát thủ nè. Gokudai này kia đâu, cũng là hệ sát thủ. Rồi, nâng mỗi cái lên được 33 triệu được chiến nè. Mấy ngọc tỳ hưu này chưa khảm nè. Thủ phép của sát thủ. Nâng lên luôn. Ồ, có 904.000 lượt chiến à. Không được lên được, không được lên được tới 1 triệu nữa. Rồi, ok, hết luôn. Mấy cái ngọc này, mấy ngọc này là nó không khảm được mà nó cộng trực tiếp rồi nè. Ê, ủa còn mất hết ô rồi. Ngọc ngự mã, ngọc này cho mấy con thiện xạ nè, khảm vô. Ui, khảm vô xong mà 7-8 triệu lượt chiến nữa, ngọc phượng hoàng nè. Thanh long, thủ vật lý của kiếm sĩ, thủ phép của sát thủ, tháo đi, đeo cái ngọc phượng hoàng vô, công của sát thủ đi. Ý, bị mất hết cái nào rồi, đây, rồi ok, đó, điều hết luôn. Ôi, cũng vẫn là 51 tỷ lượt chiến à, cũng không có lên được bao nhiêu hết anh em. Bây giờ kiếm cái gì đập lên nữa giờ ta. Chắc là xíu nó phải phải đút lại mấy cái dòng này bạn em. Kiếm cái dòng nào nó ngon hơn. Đây, chắc phải đút lại cái vũ khí của cái con này. Bây giờ phải kiếm đá 7 màu nữa này. Tại bây giờ đã hết đá 7 màu rồi nè. Hết đá 7 màu cho nên cũng không có đút được. Có một số trái áo quỷ bây giờ cũng chưa đút được nè. Cũng chưa có đút dòng được. Đây, con cường quá này, con này lên luôn đi. Rồi ok, thì đó là mình review sơ về cái con tướng của Takugi cho anh em xem thôi. Đó, còn lại thì anh em có thể tham khảo thử. Bây giờ mình sẽ vô đấu trường mình kiếm thử mấy các bạn nào mà
lực chiến cao cao hơn mình xíu mình quýnh thử. Còn cái bạn kia thì bạn nó đúc cái dòng này. Tốc độ di chuyển của mấy thằng tướng nó chạy nhanh đó, mình quýnh không lại nè. Đây 4691 tỷ à, ok quýnh thử kiếm sao nè. Ôi con Takatsuki của mình cũng chạy cũng khá là nhanh nè. Mặc dù chỉ có năng có 10 điểm thôi mà chạy cũng khá là nhanh chứ bộ. Mới đầu vô cũng hiệp tới bên kia, nhưng mà bên chắc hồi nãy các bạn kia năng khoảng cỡ full luôn, năng mát luôn em, cho nên là chạy khá là nhanh. Ui cũng khá là mạnh nè. Takatsuki bên mình sắp chết, Sanji nó cũng gần đứt bóng rồi nè. Ôi con gác cũng muốn đứt bóng luôn. Chết rồi, không lại rồi. Bên kia cứng dữ vậy ta. Bên kia trâu bò quá. Ôi bên kia trâu bò thiệt. Đó, bên kia khá là ngon lành. Để mình xem thử ấy. Ui bên kia sử dụng con Aokiji ở ta, Aokiji chứ không có sử dụng con giáp hả. Thôi để một lát mình thay con Aokiji vô thử ấy. Quýnh mấy cái bạn trên này đi. Chị ba. Ui 152 tỷ lực chiến rồi mới ghê chứ. Mình vẫn sử dụng con giáp anh em, xíu nữa mình sẽ thay cái hình xăm mà chị thương cho con Takatsuki nó lên, thay hình xăm chị thương không ta, hay là sử dụng cái hình xăm này luôn. Để mình suy nghĩ thử đi. Rồi để xíu mình nghiên cứu sao anh em, để cái đó nghiên cứu tốn thời gian nhiều quá, cho nên là để sao đi. Để vô đấu trường kiếm một cái bạn nào đó quýnh nữa đi. Mihao này là nhiêu đây? 80 tỷ lực chiến. Đó, Takatsuki của mình chạy cũng khá là nhanh so với đội bạn nè. Không biết có fit là ông ta sao thấy con giáp nó bị vô đòn nhiều thế nào. Takatsuki nó đẩy con phát về tới nhà đúng không? Khó chịu ha, nó đẩy con phát là về bay về tới nhà hết nguyên teo luôn. Đẩy về tới nhà xong có nó dồn vô con ai của mình, nó đập ai của mình. Thôi, nói chung là Katoguri nói chung là khá là ngon lành anh em. Rồi, ok, vẫn xúc được 80 tỷ lực chiến nè. Xíu nữa chắc phải kiếm con nào đó rồi đúc thêm cái dòng mà tốc độ di chuyển tướng này kia rồi cho nó chạy nhanh nhanh lên xíu nè. Khá là dòng đó khá là ok. Là BC gì? Lương chúa 61 tỷ lực chiến. Hơn mình gọi 10 tỷ anh em. Ui, bị đẩy gì vậy ta? Ồ. Bên kia khá là ngon người ta. Ồ hên quá, mình đẩy được trước anh em, mình đẩy trước được là coi như là mình win, bên nào mà đẩy qua trước được là tỷ lệ thắng nó sẽ cao hơn anh em. Đó, bên nào đẩy trước thì bên nó sẽ ngon hơn. Takatsuki mình đẩy phát về nhà hết luôn. Đó, nguyên tem về luôn, ôi trời ơi. Đấy, ngon lành củ hành. Đấy, xong. Ôi. AES ghét. Như đây. 109 tỷ lực chiến. Đó, quả là dữ luôn, để mình quýnh thử nhẹ ăn cái nha. Để giao lưu nhẹ ăn cái coi thử xem sao thôi. Quýnh không lại thôi. À, tình hình này chắc là không biết win nổi không. Rồi chết Takatsuki bên mình này. Rồi bị dồn ngược lại luôn rồi. Rồi bị dồn ngược lại rồi anh em ơi. Đang dồn ngon lành à, nếu mà mình dồn tới luôn mình có thể khả năng là win anh em. Đó, tự nhiên bị dồn ngược lại cho nên là thua luôn rồi. Ấy bên mình đang dồn, bên kia đang ngon. Giờ quýnh lại thử một cái nó xem sao nè. Quýnh lại thử một cái đi. Đây, nãy mình đang dồn khá là ok. Bây giờ mình cho con Sanji lên luôn. Đây, cho con Sanji lên trên luôn đi. Đó, giờ mình sẽ quýnh lại thử xem sao. Đó, Katoki nó dồn ở dưới này. À cha, chết rồi. Rồi bên nào mà bị dồn ngược thì sao là bên đó là coi như là xong phim rồi. Giờ đợi
rồi Katakuri nó không lên nổi, không có lên nổi cái nộ luôn. Để lên nộ thì nó có thể đẩy được, giờ không lên được là bó tay rồi nè. Quýnh lại nhẹ thêm cái đi. Đây, cho con Takagui lên trên đi. Đó. Bây giờ mà bên nào đẩy trước là bên đó là coi như là ăn. Katakuri nó chạy lên trước nhưng mà do nó bị yếu sinh lý anh em, cho nên là nó bị xe bị chết trước, chết trước khi là nó đẩy được bên kia. Rồi Katakuri bên kia đẩy hoài luôn. Rồi luôn rồi, bị dồn về tới nhà luôn rồi. Thêm con LPG vô cho nó đẩy nữa, khỏe như nó ngon hơn so với con gác anh em. Đó, thôi tạm thời mình sử dụng như vậy đi, xíu nữa mình sẽ ra mình nghiên cứu, sau đó mình sẽ chia sẻ với đội hình sau. Đó, thì đây là hai con tướng Takagi với cái hình xa, với cái ngoại trang Sanji. Đó, mình chia sẻ cho anh em xem thôi, còn anh em nào chưa biết thì mình chia sẻ cho anh em biết thêm thôi. Đó, giờ ngày thứ 5 đăng nhập rồi. Rồi ok, mình sẽ kết thúc clip đây thôi anh em xem clip nhớ cho mình một like, một đăng ký để mình có động lực cho nhiều clip hay hơn cho anh em xem nha anh em. Đừng quên để lại đóng góp ý kiến của anh em dưới phần bình luận nha. Sẽ tiếp thu ý kiến của anh em và cho ra những clip hay hơn, chất lượng hơn. Rồi ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Tạm biệt anh em. Bye bye anh em.